Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Đó là lời Chúa. Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Tức là những gì Chúa Giêsu đã rao giảng thì chưa phải là hết còn nữa. Đằng khác, ngay những điều Chúa Giêsu rao giảng, các môn đệ cũng chưa hiểu hết. Và Chúa Giêsu phải chấp nhận cái giới hạn đó. Thời kỳ của người coi như xong, bây giờ đến thời kỳ của Chúa Thánh Thần, đứng đến để dẫn chúng ta tới chân lý toàn vẹn. Chân lý toàn vẹn ở đây, thưa anh chị em, phải hiểu thứ nhất là đưa tới tất cả những gì Thiên Chúa muốn dạy chúng ta, soi sáng cho chúng ta hiểu những gì Chúa Giêsu đã dạy và loan báo những gì sẽ đến. Tất cả đều ở trong một chương trình duy nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi. Bởi vì Chúa Thánh Thần không nói gì khác, nói những gì người đã nghe, cũng như Chúa Giêsu đã từng tuyên bố: tôi nói những gì đã nghe, tôi làm chứng về những gì tôi đã biết. Tất cả là phát xuất từ Chúa Cha. Mọi sự của Chúa Cha đều là của Thầy, và Chúa Thánh Thần sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Cho nên thưa anh chị em, những gì cho tới bây giờ chúng ta biết được chưa hoàn toàn, cần phải được biết thêm nữa, cần phải tiến xa hơn nữa. Có rất nhiều người Kitô hữu bằng lòng với cái vốn liếng hiểu biết ít ỏi của mình qua mấy câu giáo lý nghe giảng dạy sơ sài, thế thôi. Họ không muốn đi xa hơn, trong khi Chúa Thánh Thần chờ đợi để họ sẵn sàng hầu người có thể dẫn họ đi xa hơn, đi tới chỗ là hiểu biết tất cả những gì Thiên Chúa muốn cho họ hiểu biết. Điều này không phải do Chúa Thánh Thần hạn chế, nhưng chúng ta tự hạn chế, không muốn biết thêm nữa, không muốn hiểu về Chúa, mà cũng có nghĩa là không muốn yêu Chúa nhiều hơn nữa. Chỉ bằng đó thôi, bằng lòng với những vốn liếng gì mình đã biết được. Chân lý toàn vẹn, thưa anh chị em, còn hiểu thêm một nghĩa sâu xa hơn nữa, đó là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Thánh Thần đến nhằm đưa chúng ta về tận nguồn là Thiên Chúa Ba Ngôi: Thiên Chúa Cha, Thiên Chúa Con, Thiên Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu hay cụ thể là mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu đấng đã chết và sống lại mới chỉ là con đường, không phải là cùng đích, là con đường đưa chúng ta tới sự thật và sự sống là Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn gốc chân thiện mỹ, nguồn gốc tất cả mọi điều tốt lành, đặc biệt là nguồn gốc của sự thật. Khi người ta, cái người tín hữu được Chúa Thánh Thần dẫn đến sự thật toàn vẹn là Thiên Chúa Ba Ngôi, thì cái chuyện gì xảy ra? Tôi nói để anh xem kiểm chứng. Là người, cái người tín hữu đó bắt đầu nhìn thấy Thiên Chúa ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi sự. Chỗ nào cũng có Chúa, người nào cũng có Chúa, chuyện gì cũng có Chúa xảy ra. Dù là chuyện vui, chuyện buồn, dù là chuyện tốt, chuyện xấu, dù là người lành hay người dữ, tất cả có Chúa, đều có Chúa có mặt hết. Cái người nhận ra được Thánh Thần hướng dẫn như vậy, họ sẽ nhận ra rằng tất cả đều phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi. Và vì thế họ đưa tất cả về Thiên Chúa Ba Ngôi nhờ Chúa Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần. Cái mầu nhiệm Ba Ngôi đó, thưa anh xem, được cử hành trong mỗi thánh lễ mà chúng ta để ý, chính nhờ người, với người và trong người mà mọi vinh quang và danh dự đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần. Tức là Chúa Thánh Thần đến mở lòng, mở trí chúng ta, mặc khải chúng ta, bản văn gọi là dẫn đến cũng có nghĩa là mặc khải, cho chúng ta biết rằng chúng ta có nguồn cội là Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta phát xuất từ Thiên Chúa Ba Ngôi, và bây giờ Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta về với Thiên Chúa Ba Ngôi. Cái đó gọi là hạnh phúc muôn đời, sự sống đời đời, hay là vĩnh cửu, hay nói tiếng thông thường chúng ta gọi là thiên đàng. Và thưa anh xem, để sống trong trên thiên đàng sau này thì người ta phải sống trong thiên đàng ngay tại trần thế này, nó quen rồi. Tôi đề nghị hai cách để quen sống với Thiên Chúa Ba Ngôi, hay cụ nói đơn giản là sống trên thiên đàng. Cách thứ nhất là tin nhận Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong con người của mình. Tất cả chúng ta đều biết chuyện đó. Khi chúng ta chịu thánh tẩy thì Thiên Chúa Ba Ngôi đến ngự trong lòng chúng ta như trong đền thờ của người, ở luôn, ở mãi. Chỉ có khi nào chúng ta phạm tội nặng, tức là đẩy Thiên Chúa Ba Ngôi ra ngoài. Nhưng mà khi chúng ta ăn năn sám hối, được tha tội rồi, thì Thiên Chúa Ba Ngôi lại đến ở với chúng ta. Nên phải sống với Thiên Chúa Ba Ngôi ngay trong lòng chúng ta. Lòng chúng ta là cung thánh, là nhà tạm Thiên Chúa. Đi đâu, chỗ nào, chúng ta cũng có cung thánh, có đền thờ đó. Nhiều người Kitô hữu cho tới bây giờ không sống cái sự thật đó, mà nghĩ rằng muốn cầu nguyện thì phải đến nhà thờ mới được. Tất nhiên cầu nguyện ở nhà thờ là điều tốt, nhưng mà không phải là tất cả. Bởi vì anh Trâm đâu có phải đến nhà thờ suốt ngày đâu.
Đâu có phải ngày nào cũng đi, đi lễ từ sáng đến chiều không? Có một cái giờ đi lễ thôi. Nhưng mà Thiên Chúa Ba Ngôi ở trong chúng ta, ngày đêm ở trong chúng ta. Cho nên phải tập sống với Thiên Chúa ở trong lòng. Làm sao mà tập được? Thưa Chúa Thánh Thần sẽ đưa chúng ta vào trong cái mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi đó. Mà sở dĩ chúng ta chưa sống như vậy là tại sao? Chúng ta không để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, soi sáng, thúc đẩy chúng ta. Chúng ta cứ làm theo ý riêng của mình, cứ ham mê sự đời. Thành ra Chúa Thánh Thần cũng đành bó tay, không làm gì được. Đó là cái thứ nhất. Còn Thiên Chúa Ba Ngôi như tôi vừa nói, ngoài ra Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta nhận ra tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa, và Chúa Thánh Thần giúp chúng ta quy về Thiên Chúa Ba Ngôi, dẫn tới sự thật toàn vẹn là như thế. Bây giờ chúng ta nhìn vào chính bản thân của mình, vào gia đình của mình, vào tất cả những gì chúng ta đang có, nhà cửa, tiện nghi, xe cộ, rồi vợ, rồi con cái, anh chị em, bạn bè, tiền bạc, vân vân. Tất cả là từ Thiên Chúa mà đến. Xác định tất cả là từ Thiên Chúa mà đến rồi thì chúng ta chỉ có một cách sống đẹp lòng Chúa, là quy tất cả về cho Thiên Chúa. Và Thiên Chúa có quyền lấy đi bất cứ cái gì, bất cứ người thân nào, cách nào, lúc nào. Cái đó là quyền của Thiên Chúa. Chúng ta phải thưa vâng với Thiên Chúa. Cái đó là khi ta sống như vậy, đó là đang sống trong chân lý toàn vẹn mà Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta tới. Cho nên phải tập sống, thưa anh chị em, phải nhìn nhận mọi sự chúng ta đang có, người thân cũng vậy, gia đình cũng vậy, là từ Thiên Chúa mà đến. Và từ Thiên Chúa mà đến, bắt nguồn từ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa có quyền lấy đi từ từ chuyện này chuyện khác, người này người kia. Sự sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cảm thấy là mất dần, hoặc là người này người thân, hoặc là của cả, hoặc là chuyện này chuyện khác, phải sẵn sàng thưa vâng với Thiên Chúa. Có đấy, nhưng không thể bám chặt vào những chuyện đó, bởi vì sớm muộn gì Thiên Chúa Ba Ngôi cũng lấy đi cách này cách khác. Và chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng dâng lại cho Chúa những gì là của Chúa, thuộc về Chúa. Nhưng mà nhiều người cho tới lúc này vẫn không sẵn sàng, vẫn không muốn. Một lần nữa chúng ta lại thấy chúng ta không để Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta, soi sáng cho chúng ta thấy. Chúng ta cứ sống theo ý riêng của mình, cứ bám chặt vào những cái ở đời này, bám chặt vào gia đình, vào mọi sự. Cho nên Thánh Thần có soi sáng, có hướng dẫn, cũng đành bó tay không làm gì được. Bởi vì chúng ta không muốn rời khỏi những gì chúng ta đang có, đang sở hữu. Như vậy cái kết luận là như thế này, thưa anh chị em. Chúng ta đang sống mâu thuẫn với chính mình, bởi vì chúng ta sinh ra từ nước và thần khí. Chúng ta lớn lên trong đức tin cho tới ngày hôm nay còn vững lại là nhờ Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Chúa Thánh Thần được sai đến trong chúng ta để ngày đêm kiến tạo chúng ta, đổi mới con người chúng ta, mỗi ngày trở nên giống Chúa Giêsu Kitô hơn, nghĩa là mỗi ngày thuộc về Thiên Chúa hơn,
không thuộc về mình, không thuộc về trần gian, không thuộc về bất cứ người nào, sự vật nào, mà mỗi ngày thuộc về Thiên Chúa hơn. Hãy từ bỏ tội lỗi, hãy từ bỏ ý riêng của mình, hãy từ bỏ cách sống quá tự nhiên xác thịt của mình, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn. Và chúng ta bắt đầu, nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn, bắt đầu đi vào con đường dẫn đến chân, đến sự thật toàn vẹn là Thiên Chúa Ba Ngôi, nguồn gốc của tất cả mọi loài mọi vật, và là cũng đồng thời cũng là cùng đích mà mọi loài mọi vật phải hướng tới, để rồi cuối cùng làm sao, như Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa có toàn quyền trên tất cả.